Đội lúc này là cầu 3. Quang Thành chạy nhanh, biên 4 Lê Đức Thuận. Và tấn công chiến thuật nhanh chồng của Lê Đức Thuận, 3 đều cho Hà Nội. Sẽ là 50-50, có gì đấy thể công được chọn thì sẽ là 51. Tấn công tốt của Văn Hạnh. Ngày qua thì là giải đầu tiên Văn Hạnh sau một thời gian về nhà nghỉ đã chơi. Em xin nghỉ, Sơn xin nghỉ. Cho anh bảo nào làm chiều tôi bắt em cái xe ở bên trong nhé. Lê Đức Thuận chắn bóng ra ngoài, điểm bóng cho Hà Nội. Điểm Hà Nội 4 đều. Chuyển một tốt của Quý Chi. Mâu Tiến Thắng, một pha tấn công qua phía rất mạnh, 5-4 cho thể công. Phòng thủ tốt của Văn Hạnh. Tấn công 3-3 sau phá chắn thành công, điểm bóng cho Hà Nội 5-6. Rất nhanh của Xuân Việt, điểm bóng cho Hà Nội 6-7. Chắn bóng tốt của Hà Nội 8 đều. Rất nhanh của Vũ Hoàng. Đó là Sơn Đức. Cũng trả lời rất hay. Đều 9 đều cho Hà Nội. Là một pha để ra bóng rất mạnh. Pha hay. Tấn công biên này cắm sân. Rất tốt, đó là Phạm Minh Tài. 11 đều cho thể công. Và chắn thành công, 12 đều cho Hà Nội. Hà Mạnh Hùng một chân sau đầu, đó là Phạm Mạnh Tài. 14-13 cho thể công. Đập bóng tốt của Hà Mạnh Hùng, điểm bóng cho thể công 15 đều. Điểm thể công 15 đều. Vẫn còn bay cá của Phan Quý Chi rất tuyệt vời. Hà Mạnh Hùng phản công, thành công rồi. Lần này thì Hà Mạnh Hùng đã tận dụng rồi, thành công. Lao lên, phòng thủ không thành công của Hà Nội. 18 đều cho Hà Nội. Lao lên của Mâu Tiến Thắng, hỗ trợ phòng thủ. Ai đây, Lê Đức Thuận chăng? Không phải, Lý Văn Trường. Phòng thủ tốt của Phan Quý Chi, quá tuyệt vời. Phản công của Văn Hạnh, thành công. Lao lên chồng nào đều hay. Một chắn, một pha tấn công về y của Hà Mạnh Hùng. Chàng trai đến từ Sốp Cộp Sơn La, một pha tấn công cắm sàn. Phòng thủ tốt của Phạm Mạnh Tài, cơ hội phản công. Hà Mạnh Hùng bật tại chỗ, thành công rồi. 22-20 cho thể công. Lý Văn Trường rất bất ngờ, một pha tấn công mang sau 3-3 của Lý Văn Trường. Bác Thành Nguyễn Văn Trường hôm nay mà xịt lốp về liệu hồn thể công. Ok anh ơi, lát em bảo Phương. Đó là Nguyễn Vũ Hoàng, một chân sau đầu, ba hàng sau. Đó là pha tấn công nhanh của Quang Thành đẹp dài. Phụ công đến từ Nguyên Khê Đông Anh.
Chuyển một tốt của Màu Tiến Thắng, nhanh chóng ba chắn tung chắn ra ngoài. 25-22 kết thúc hiệp đấu thứ nhất của trận chung kết. Cho thể công hiệp hai tiếp tục 0-0. Tấn công rất mạnh của Lý Văn Trường từ biên hai, 1-0 cho Hà Nội. Đập bóng tốt của Màu Chiến Thắng, hai đều cho thể công. Tấn công tốt của Lý Văn Trường, điểm bóng cho Hà Nội 4-6. Sài Gòn, chào 500 anh em đang xem. Bỏ bóng của Xuân Việt vẫn còn, phản công của Hàm Anh Hùng, không phải Văn Anh. Ba anh sau thành công, điểm bóng cho thể công 8-4. Phá chắn thành công, điểm bóng cho Hà Nội. Thủ tốt của Phan Quý Trì, đó là Hà Mạnh Hùng. Bóng chạm chắn ra ngoài, điểm bóng cho Hà Nội 6-9. Chuyển một tốt của Quý Trì, đó là Nguyễn Vũ Hoàng, cái tay nhanh như điện. 13-8. Bóng rất mạnh của Phạm Mạnh Tài. Và chắn thành công của Xuân Việt 13-16. Rồi phản công Văn Anh Trang. Chắn bóng ra ngoài. Điểm Hà Nội 14-16. Phạt đấy, đánh đi. Tuyệt vời Hà Mạnh Hùng, 18-16 cho thể công, xứng đáng các bạn ạ. Rất khó, lao lên rất nhanh. 17-18 cho Hà Nội. Đó là Mạnh Hùng, nhanh chóng 2-3, tầm rất cao. Đó là Lê Đức Thuận, một pha nhanh chóng tấn công về y dọc biên, 18-19. Đó là Văn Anh và tấn công từ phía này rất nhẹ nhàng. Những bóng cắm sân, 20-19 cho thể công. Phòng thủ sáu lùi tốt của thể công. Thể công phòng thủ hay hơn đâu. Và tấn công nhanh của Xuân Việt thành công. 20-21 cho Hà Nội. Nhưng mà bây giờ phát bóng an toàn thì đứng phát bóng lại thành hỏng. Phòng thủ tốt, lăn xả vẫn còn. Cuối cùng thì điểm số đã thuộc về Hà Nội. Bỏ bóng quá khéo của Tiến Công. 22-23 cho Hà Nội. Mùng 1 với thủ. Quá hay của Phạm Mạnh Tài.
point cho Thể Công 24-22. Để vô địch trong giải đấu năm nay của Thể Công. Bàn chân nảy lên Xuân Đức, một pha đóng mất bóng của Xuân Đức rất hay. Bây giờ là cơ hội, đó là một pha lao ngắn giữa lưới mất bóng, kết thúc 25-23. Thể Công đã chiến thắng trước Hà Nội chung cuộc, Thể Công đã giành chức vô địch. Với chiến thắng của trận chung kết là 2-0, xin chúc mừng Thể Công một lần nữa lại lên ngôi tại hội làng miền Bắc, hai chức vô địch trong 3 ngày.